Chiều ngày 6 tháng 7, các sĩ tử tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi trước ngày thi chính thức. Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, các thí sinh có mặt từ 13:30. Ngay từ cổng chính, lực lượng sinh viên tình nguyện cho thí sinh rửa tay với dung dịch sát khuẩn. Sau đó các em được tổ chức đo thân nhiệt và kiểm tra giấy chứng nhận đã xét nghiệm COVID-19. Mọi hoạt động tuân thủ quy định giãn cách. Đặc biệt, nhiều thí sinh ngoài việc đeo khẩu trang, các em còn cẩn thận trang bị thêm kính ngăn giọt bắn, mặt nạ chống độc để tăng thêm sự an toàn khi đến nơi công cộng. Thí sinh sau đó được hướng dẫn lên thẳng phòng thi, không tụ tập tại sân trường, ngoài lan can phòng thi. Cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trương Vương, trưởng điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, điểm thi có 629 thí sinh, gồm thí sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Quốc tế Á Châu, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên quận 1, v.v. và thí sinh tự do. Cô cho biết thêm, cách đây một ngày, Trung tâm Y tế quận 1 đã đến khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường và cứ sau mỗi một ngày thi, bộ phận y tế của trường sẽ lau chùi sát khuẩn bàn ghế và niêm phong để chuẩn bị cho ngày thi hôm sau. Điểm thi cũng chuẩn bị sẵn phòng y tế, phòng chờ dành cho thí sinh có vấn đề thân nhiệt. Theo như cái yêu cầu của sở thì mình có cái phương án an toàn phòng chống dịch ở điểm thi của cô. Thì cô tổ chức một cái tổ công tác phòng chống dịch gồm 14 thành viên. Ngay tại phòng thi thì các em sẽ làm cái khai báo y tế bằng giấy theo ngày. Rồi sau đó là cái phương án tổ chức cho các em trong quá trình nộp bài chuẩn bị ra về. Thì cũng tổ chức theo cái phân luồng. Điểm thi có 27 phòng thi thì tách ra làm hai múi giờ khác nhau. Múi giờ thứ nhất là được quy ước thời gian của cái việc nộp bài. Như vậy sau khi hai cán bộ coi thi đã thu bài của thí sinh xong, đã làm hoàn tất thủ tục bổ thu bài xong thì sẽ đề nghị thí sinh ngồi tại chỗ. Giám thị coi thi, cán bộ coi thi cũng sẽ ngồi yên tại chỗ. Vậy cái tổ công tác mà thực hiện cái phương án an toàn này sẽ bắt đầu hướng dẫn xuống điểm thu bài. Như vậy mỗi một điểm thu bài như vậy là không quá 4 người. Phòng nào xong thì giám thị phòng đó sẽ ra về. Và ở bên này cán bộ giám sát cùng với tổ công tác phòng phương án phòng chống dịch sẽ hướng dẫn thí sinh ra hẳn khỏi khu vực phòng thi và ra hẳn khu vực của điểm thi. Ban lãnh đạo quận nhất hướng dẫn cho phụ huynh đó là khi đưa con em của mình tới rồi thì không tập hợp ở trước cổng trường mà họ sẽ có một cái điểm chờ. Đó là về trường tiểu học Hòa Bình, rồi cứ canh cái khoảng thời gian để mà quay lại để đón con. Và nó đảm bảo được cái yếu tố giãn cách cũng như 5K. Các thí sinh sau khi nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi, nhiều bạn chia sẻ bản thân đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thoải mái để bước vào một kỳ thi đặc biệt. Tất nhiên là em phải chuẩn bị một cái tâm lý thật là thoải mái, tinh thần mình nó minh mẫn nhất mới có thể trả lời được mấy câu hỏi. Dạ, nên là em phải chuẩn bị, cái đó là em nghĩ là thứ quan trọng có thể gọi là nhất. Em chuẩn bị cái khẩu trang này để phòng chống dịch, mặc dù là chỉ là một cái khẩu trang thôi nhưng mà nó cũng góp phần làm cho em cảm thấy tự tin hơn có thể đi thi. Dịch thì có thể là hơi căng nhưng mà thi thì cũng ráng cho xong sớm thì cũng để cho thoải mái hơn. Công tác sát khuẩn ở đây thì nhanh gọn với lại lẹ. Có chuẩn bị đầy đủ cho phòng phòng dịch an toàn. Em cũng ôm hết trong vòng mấy tuần qua rồi. Giờ chỉ cần về ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Dạ em sẵn sàng đón nhận. Tại vì cũng do dịch nên là học thì cũng không có được như những năm trước á. Cũng thua thiệt mấy bạn. Thì mình chỉ học qua được online thôi. Không gặp được thầy cô nghe giảng hay là đi học thêm được. Nên là em tới đâu hay tới đó. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7. Cuối giờ chiều ngày 6 tháng 7, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, toàn thành phố Hồ Chí Minh có 86.943 trên tổng số 89.275 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 1, đạt tỷ lệ 97,39%. Yeah.